Tiên đế vô thượng, tập 5. Nghe bị vụ oan là lấy mất 50 triệu. Nếu như là một người phụ nữ bình thường thì lúc này chắc chắn đã bật khóc, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất kêu oan. Nhưng Hứa Thanh Vân thì khác. Cô là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Cô kiên quyết nói: "Chuyện này có điểm đáng ngờ, tôi tuyệt đối không làm ra loại chuyện này." Lý Đại Dũng nãy giờ vẫn chưa nói gì, lúc này lại đột nhiên ho hai tiếng rồi nở nụ cười. Nghe nói chồng cô là Trịnh Sở, tên vô dụng nhà họ Trịnh. Hứa Thanh Vân lạnh lùng nói: "Chồng tôi là ai thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?" Lý Đại Dũng cười ha hả: "Chồng cô vốn là một tên nghiện cờ bạc rượu chè, đã nợ một khoản tiền khổng lồ 50 triệu vì muốn trả nợ cho chồng, nên cô đã làm giả sổ sách để chiếm đoạt lấy tiền của công ty." Gã rất tự tin, nghĩ rằng cho dù Hứa Thanh Vân có biết được chân tướng thì cũng không thể làm được gì trong chuyện này. "Anh đừng nói bậy." Hứa Thanh Vân cho dù không có tình cảm với Trịnh Sở, nhưng cô cũng hiểu Trịnh Sở là người như thế nào. "Anh nhất định sẽ không đi đánh bạc." "Tôi nói bậy sao?" Lý Đại Dũng cười nói: "Bây giờ tất cả chứng minh đều chứng minh cô đã chiếm đoạt tiền của công ty, cô còn muốn tiếp tục nói dối sao?" Gã nói xong rồi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên, nếu như cô muốn đẩy Trịnh Sở ra rồi đổ hết tội lỗi cho anh ta thì tôi cũng có thể tha cho cô một con đường sống, để cô rời khỏi công ty này mà không cần phải gánh món nợ 50 triệu. Hứa Thanh Vân cũng không phải là kẻ gốc. Sau khi nghe Lý Đại Dũng nói thì cô lập tức hiểu rằng tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Lý Đại Dũng và Trương Thiếu Khoan. "Anh cảm thấy tôi là loại người như vậy hay sao?" Hứa Thanh Vân trừng mắt nhìn Lý Đại Dũng. Nghe Hứa Thanh Vân, Lý Đại Dũng cười đáp: "Cô và Trịnh Sở không có tình cảm gì với nhau, cô cần gì phải bảo vệ một tên rác rưởi như vậy chứ? Chẳng lẽ cô thích rác rưởi sao?" "Anh..." Hứa Thanh Vân nghe Lý Đại Dũng nói vậy thì hết sức phẫn nộ. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ văng tục, hôm nay nhịn không được liền phải văng tục. "Hai kẻ chết tiệt các người, đừng có mà hiếp người quá đáng. Các người nghĩ tôi dễ bị ức hiếp lắm sao?" Hứa Thanh Vân nói xong liền xoay người rời đi. Lý Đại Dũng sao có thể để cô dễ dàng rời đi như vậy. Lúc này gã liền nói: "Ngăn cô ta lại cho tôi." Gã vừa lên tiếng thì đã có 5 tên đầu trọc mặc đồ đen với cơ bắp cuồn cuộn bước ra từ hai phía để chặn đường Hứa Thanh Vân. "Các người còn muốn gì nữa?" Hứa Thanh Vân sẵn giọng: "Chẳng lẽ còn muốn giam tôi ở chỗ này sao?" Lý Đại Dũng cười nói: "Đương nhiên, tôi phải làm nhục cô trước, sau đó mới xử lý tới Trịnh Sở xong. Trịnh Sở và anh có thù oán gì sao anh lại muốn hãm hại anh ấy?" Tuy Hứa Thanh Vân không thích Trịnh Sở, nhưng cô biết trước anh từ trước tới giờ không vô cớ gây sự với ai. Với tính cách của anh thì làm sao có thể gây hấn với một người có tâm tư ác độc như thế này. Cái tên kiêu căng đó đã làm cho tôi mất hết mặt mũi, tất nhiên tôi phải khiến cho cái tên đó phải trả giá đắt rồi. Trước tiên hãy bắt đầu từ cô đi. Lý Đại Dũng cười khả ố, ra lệnh cho 5 tên đầu trọc kia bắt Hứa Thanh Vân lại. "Các người..." Hứa Thanh Vân nhìn thấy 5 tên đàn ông to lớn lao về phía mình thì lập tức chạy về phía khác, né tránh cánh tay đang muốn tóm lấy mình của bọn chúng. 5 tên đầu trọc nhìn thấy Hứa Thanh Vân chạy tới chạy lui thì trên mặt đều hiện ra nụ cười hung ác. Ánh mắt nhìn thấy Hứa Thanh Vân giống như đang nhìn một con mồi. Bọn chúng lập tức chia ra để bắt lấy Hứa Thanh Vân. Lý Đại Dũng nhìn thấy cảnh này thì bật cười hả hê. "Con đàn bà chết tiệt, dám từ chối yêu cầu của ông đây thì phải lãnh hậu quả." Trịnh Sở đang uống trà trong văn phòng của Hứa Thanh Vân đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Hứa Thanh Vân và Lý Đại Dũng. Trong lòng anh lúc này đang có lửa giận thiêu đốt. Lý Đại Dũng vì chuyện của anh nên mới hãm hại Hứa Thanh Vân, thậm chí còn muốn làm nhục cô. Trịnh Sở ngay lập tức mở cửa văn phòng rồi đi thẳng tới văn phòng của Trương Thiếu Khoan. Cũng may văn phòng của Hứa Thanh Vân và Trương Thiếu Khoan không cách xa lắm, chỉ cách đó có 10 mét. Bang! Cửa văn phòng ngay lập tức bị đạp tung. Trịnh Sở bước vào văn phòng với vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thấy một tên đàn ông lực lưỡng đang đứng rất gần Hứa Thanh Vân, hai tay chuẩn bị tóm lấy khuôn mặt của Hứa Thanh Vân. Nhanh như chớp, anh đã phóng tới trước mặt tên đàn ông lực lưỡng rồi tung ra một quyền đánh gục hắn ta. Hắn ta thậm chí còn không có cơ hội phản kháng. Bốn tên còn lại vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến Trịnh Sở đánh gục đồng bọn của mình chỉ bằng một quyền. Trong mắt bọn chúng thì Trịnh Sở chỉ có là một người đàn ông gầy yếu, bọn chúng còn có thể đánh chết được 10 người giống như vậy. "Mau đánh nó tàn phế đi, phải khiến cho nó cả đời nằm trên giường bệnh."
Lý Đại Dũng nhìn thấy Trịnh Sở xông vào thì lập tức hạ lệnh cho 4 tên đầu trọc lực lưỡng xử lý Trịnh Sở. Mấy tên đầu trọc lực lưỡng vặn vẹo cổ, siết chặt nắm đấm, phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ, rồi đồng loạt xông về phía Trịnh Sở. Lý Đại Dũng nhìn thấy 4 tên đàn ông lực lưỡng xông lên thì liền nở nụ cười trêu tức. 5 tên này đều là võ giả được gã lựa chọn cẩn thận, bình thường còn có thể 1 địch 20 không thành vấn đề. Bảo đám người này đồng loạt xông lên xử lý Trịnh Sở chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Về chuyện Trịnh Sở vừa xông vào đã đánh gục được 1 tên đầu trọc lưỡng lực lực lưỡng thì nhất định là do tên kia không ngờ phía sau có người đánh lén cho nên mới gục xuống nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt Lý Đại Dũng đỏ ngầu lên, hưng phấn nói: "Đánh chết nó cho ta!" 4 tên đàn ông lực lưỡng vừa nhận lệnh của Lý Đại Dũng thì ngay lập tức xông về phía Trịnh Sở thực cực nhanh. Trịnh Sở nhìn 4 tên đàn ông lực lưỡng với vẻ mặt lãnh đạo, trong mắt anh thì bọn chúng chỉ là đám kiến hôi chẳng đáng nhắc tới. Âm! 4 tên kia tuy rằng vẫn xem thường thực lực của Trịnh Sở, nhưng chúng biết Trịnh Sở có thể đánh gục đồng bọn của mình chỉ bằng một quyền, cho nên nếu như không đồng loạt xông lên thì cũng không chắc chắn có thể đánh gục được Trịnh Sở. Trịnh Sở siết chặt nắm tay phải, xung quanh nắm đấm của anh còn có một tia linh lực hiển hộ. Tốc độ của ra đòn của anh cực nhanh, một tên đàn ông đầu trọc lực lưỡng vừa lao tới đã bị trúng một quyền. Bùm! Tên đó bị trúng một quyền của Trịnh Sở vào ngay lồng ngực, thân thể như diều đứt dây bay đi, đập vào tường hộc máu giàn giụa. 3 tên còn lại vừa nhìn thấy cảnh này liền tăng tốc muốn tóm lấy Trịnh Sở. Chỉ cần một tên bắt được Trịnh Sở thì 2 tên còn lại có thể đánh chết Trịnh Sở. Trịnh Sở vẫn tỏ ra lãnh đạo, tốc độ di chuyển của anh cực nhanh. Khi 3 tên kia sắp lao tới thì anh đã chủ động công kích. Bang bang bang! 3 tiếng động lớn vang lên liên tiếp. Ngay sau đó cả 3 tên đàn ông lực lưỡng kia đều đã bị văng ngược ra ngoài, hộc máu giàn giụa. Vừa nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng đang nở nụ cười trêu tức của Lý Đại Dũng ngay lập tức đông cứng lại, toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Còn 2 chân Trương Thiếu Quan nhũn ra, thân thể khuỵu xuống đất, sắc mặt đã tái nhợt. Gã không ngờ Trịnh Sở lại mạnh đến mức như vậy. 5 cao thủ mà Lý Đại Dũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời về đều bị anh xử lý dễ dàng. Sau khi Trịnh Sở đối phó xong 5 tên đầu trọc lực lưỡng, anh chậm rãi bước đến trước mặt Lý Đại Dũng, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh như băng. Mày muốn làm gì? Lý Đại Dũng ấp a ấp úng nói, sắc mặt tái nhợt, trong lòng rất hoảng sợ. Trịnh Sở giơ tay lên, sau đó phun nó xuống khuôn mặt Lý Đại Dũng. Chát! Khuôn mặt bên phải của Lý Đại Dũng ngay lập tức sưng đỏ, cơn đau khiến gã ta giận dữ rống lên. Trịnh Sở, mày nghĩ mày là cái thá gì? Mày nghĩ mày có thể cậy mặt mà đánh tao hay sao? Trịnh Sở nghe Lý Đại Dũng nói vậy thì vung tay tát vào mặt Lý Đại Dũng lần nữa. Bút! Một bàn tay này khiến cho nửa khuôn mặt còn lại của Lý Đại Dũng cũng sưng đỏ, đầu óc choáng váng, ngu si, đần độn. Ánh mắt Trịnh Sở nhìn Lý Đại Dũng giống như đang nhìn một con kiến hôi. Anh giơ ngón trỏ ra, điểm vào bụng của Lý Đại Dũng. Và lúc ngón trỏ của anh chạm vào cơ thể Lý Đại Dũng, trong nháy mắt đã có một luồng linh lực chảy vào trong cơ thể Lý Đại Dũng. Trịnh Sở biết rằng cả cuộc đời của Lý Đại Dũng đã hoàn toàn bị hủy hoại. Từ nay về sau, gã đã trở thành một kẻ tàn phế, không còn là một người đàn ông chân chính nữa. Xong việc, Trịnh Sở lại đi tới trước mặt Trương Thiếu Khoan, lãnh đạo nói: "Mày và Lý Đại Dũng muốn hãm hại vợ ta, mày có muốn giải thích gì không? Tôi cũng chỉ bị sếp Lý ép buộc thôi. Trương Thiếu Khoan nhìn Trịnh Sở bằng ánh mắt vô cùng kinh hãi, không còn dám tỏ ra cao ngạo như trước, giọng nói lý nhí, chỉ muốn Trịnh Sở buông tha cho mình. Trịnh Sở giơ tay phải tát mạnh vào mặt Trương Thiếu Khoan, khiến cho đầu gã biến thành cái đầu heo. Hứa Thanh Vân thấy Trịnh Sở vẫn ổn thì trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cô rõ ràng rất ghét Trịnh Sở, tại sao khi thấy anh không xảy ra chuyện gì thì cô lại còn cảm thấy vui mừng đến thế chứ? Trịnh Sở, tha cho anh ta đi. Hứa Thanh Vân mặc dù vẫn rất lương thiện, mặc dù Trương Thiếu Khoan không phải là người tốt, nhưng cô cũng không muốn nhân hộ cơ hội trả đũa gã làm gì. Trương Thiếu Khoan thấy Hứa Thanh Vân cầu xin thay cho mình thì cảm kích vô cùng, gã quỳ rạp xuống đất ra sức dập đầu nói: "Cầu Trịnh, xin hãy rộng lượng bỏ qua cho tôi." Trong lúc gã đang nói thì nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra giàn giụa, giống y hệt một con chó đang vẫy đuôi cầu xin chủ thương xót. "Tao nể mặt Thanh Vân cho nên mới tha cho cái mặt chó của mày." Trịnh Sở nói xong
thì cũng giơ ngón trỏ điểm vào bụng của Trương Thiếp Khoan. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Trình Sở đã khiến cho gã trở thành giống như Lý Đại Dũng. Cả đời này không thể làm đàn ông chân chính được nữa. Cả đời này không thể làm hại bất cứ một thiếu nữ nào nữa được nữa. Trương Thiếu Khoan vẫn quỳ trên mặt đất, dập đầu thành mặt. Cảm ơn cậu Trịnh, cảm ơn cậu Trịnh. Trịnh Sở phớt lờ Trương Thiếu Khoan, chỉ nhìn Hứa Thanh Vân hỏi: về nhà chứ? Hứa Thanh Vân không nói gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Trịnh Sở cùng Hứa Thanh Vân đứng ở cửa công ty. Hứa Thanh Vân gặp phải em họ của cô, Tạ Phi Phi. Tạ Phi Phi có vẻ ngoài rất trong sáng đáng yêu, với mái tóc xoăn gợn sóng, mặc áo ngắn tay màu xanh lam, trên tay cầm một túi rau dưa, chuẩn bị quay về nhà trọ nấu cơm ăn. Cô ấy tò mò liếc nhìn Trịnh Sở rồi hỏi: chị họ, đây là chồng của chị sao? Tạ Phi Phi đã từng xuất hiện một lần khi Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân kết hôn. Sau này vì việc học hành bận rộn cho nên cô ấy không thường gặp Hứa Thanh Vân nữa. Hứa Thanh Vân chậm rãi nói, khóe miệng nở nụ cười tươi. Cô luôn rất có cảm tình với em họ của mình. Tạ Phi Phi nhìn Trịnh Sở rồi chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi: anh rể, nghe nói 3 năm nay anh bỗng nhiên biến mất. 3 năm nay anh đã đi đâu thế? Trịnh Sở cười nói: anh đã đi lang thang vòng quanh Hoa Hạ. Tạ Phi Phi nghe Trịnh Sở nói vậy thì hiếu kỳ: có anh có phải gặp chuyện gì thần kỳ hay không? Không có, Trịnh Sở đáp ngắn gọn. Tạ Phi Phi thất vọng: ồ, em còn nghĩ anh rể có thể gặp được chuyện thần bí gì đó. Kết quả anh biến mất 3 năm mà cũng chẳng gặp chuyện gì thần bí, thật thất vọng. Hứa Thanh Vân nghe Tạ Phi Phi nói vậy thì xoa đầu cô ấy: trên đời này làm gì có gì nhiều chuyện thần bí như vậy. Em nên lo tập trung học hành đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện như thế. Cô nói xong thì ngừng một chút rồi lại nói tiếp: sao em đột nhiên lại đến thành phố Giang Nam này vậy? Tạ Phi Phi cười nói: chị họ, em đang học ở đại học Giang Nam, khi nào rảnh chị phải dẫn em đi chơi đó. Hứa Thanh Vân cười nói: tất nhiên rồi, khi nào có thời gian thì cứ gọi điện cho chị. Thấy chị họ đồng ý, Tạ Phi Phi vui vẻ vẫy tay: em đi đây, hẹn gặp lại anh chị. Tạ Phi Phi cảm thấy rất khó hiểu, mọi người trong nhà đều nói chồng của chị họ là một tên bất tài vô dụng. Nay gặp mặt, cô ấy thấy cũng chẳng đến nỗi nào, tại sao mọi người trong nhà lại nói xấu anh ấy như vậy chứ? Thấy Tạ Phi Phi đã rời đi, Hứa Thanh Vân mới bắt một chiếc taxi để về nhà với Trịnh Sở. Về đến nhà, Hứa Thanh Vân bước thẳng lên lầu 2. Bây giờ cô đang rất phiền não vì bị mất việc, không còn nguồn thu nhập nữa. Vì tính cách của mình, Hứa Thanh Vân không muốn thể hiện sự phiền não trước mặt người khác. Hiện tại thì tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều do Hứa Thanh Vân chi trả. Nhưng cô lại thất nghiệp, tiền thuê nhà hàng tháng, tiền điện nước đều là những khoản phải chi. Nghĩ đến những khoản chi tiêu trong nhà, Hứa Thanh Vân lại cảm thấy bồn chồn bất an. Ngày mai cô sẽ ra ngoài tìm việc. Còn hôm nay, tâm tình của cô quá phiền não, cô cần phải nghỉ ngơi một chút. Trịnh Sở nhìn theo bóng dáng Hứa Thanh Vân đi lên lầu, sau đó anh lại đi về phía tủ lạnh trong bếp. Khi mở tủ lạnh ra, anh thấy trong tủ lạnh chỉ còn có trứng rau và một miếng thịt heo nhỏ. Anh lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, cầm con dao làm bếp và bắt đầu thái rau. Không lâu sau đó, Trịnh Sở bắt đầu xào rau, mùi thơm quyến rũ thoang thoảng bay ra khỏi nhà bếp. Hứa Thanh Vân đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Nét mặt của cô lộ vẻ buồn bực chán nản, đang nghĩ về cuộc sống của mình sau khi kết hôn Trịnh Sở. Trong quá khứ, có thể nói Hứa Thanh Vân là một người con gái tài sắc vẹn toàn, có vô số cậu chủ nhà giàu theo đuổi cô. Kết quả là sau khi kết hôn với Trịnh Sở, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô như bị vận xui đeo bám, khiến cho ngày nào cũng đều mệt mỏi, còn bị bao trùm bởi những lời đàm tiếu ở xung quanh. Bây giờ tìm việc khó như vậy, có thể tìm được một công việc tốt trong thời gian sớm nhất có thể hay không cũng chưa nói trước được. Hứa Thanh Vân lẩm bẩm. Trong lúc đó, cô cũng đã ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn truyền tới. Mùi gì thế chứ? Hứa Thanh Vân đang uể oải, ngửi thấy mùi thơm thì đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liền xuống giường rồi đi xuống lầu. Trịnh Sở, anh đang làm gì vậy? Tôi không còn bao nhiêu tiền nữa đâu. Hứa Thanh Vân nghĩ Trịnh Sở đã gọi đồ ăn bên ngoài cho nên liền muốn nhắc nhở anh phải biết tiết kiệm tiền. Trịnh Sở đã chuẩn bị xong các món ăn, anh dọn món ăn lên bàn rồi nói: tôi làm từ nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, không tốn thêm một đồng nào.
Anh còn có thể nấu ăn sao? Hứa Lan Vân không thể tin được khi nhìn những món ăn đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn trên bàn. Từ lúc cô và Trình Sở kết hôn, cô chưa bao giờ thấy Trình Sở nấu ăn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nấu ăn. Trình Sở mỉm cười, giờ thì biết rồi. Hứa Lan Vân nhìn thử những món ăn Trình Sở làm, ậm ừ nói, cho dù thơm cũng chưa chắc đã ngon. Cô cứ nếm thử đi đã. Trình Sở nở nụ cười nhẹ, xới cơm cho Hứa Thanh Vân. Hứa Thanh Vân cầm đũa lên gắp một miếng thịt nhỏ, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Cô vẫn không thể tin được rằng Trình Sở thực sự có thể nấu ăn, hơn nữa còn nấu ra được những món ăn có mùi thơm hấp dẫn như thế này. Mau ăn thử đi. Trình Sở thấy Hứa Thanh Vân chậm chạp, không chịu nếm thử, thì liên dục. Thức ăn anh làm ra đâu có tệ đến thế chứ. Hứa Thanh Vân ăn thử miếng thịt nhỏ, vừa nuốt xuống thì ánh mắt đã trở nên rạng rỡ. Cô hưng phấn nói, anh thực sự có thể nấu một món ăn ngon như vậy hay sao? Trình Sở nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Hứa Thanh Vân thì cảm thấy không nói nên lời. Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao, làm gì mà khẩn trương vậy chứ? Lúc này Hứa Thanh Vân mới nhận ra cô vừa tỏ ra mất bình tĩnh, cho nên liền khôi phục lại sắc mặt lãnh đạm rồi mới ăn tiếp. Không lâu sau thì cô đã ăn hết các món ăn trên bàn. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Vân được ăn những món ngon như thế này. Ngay cả đầu bếp của khách sạn 5 sao dùng những nguyên liệu tinh tế nhất cũng không thể làm ra những món ngon như Trình Sở. Sau khi ăn xong, cô nói với Trình Sở, anh nấu ăn giỏi như vậy, sao không mở nhà hàng đi? Sao lại phải mở nhà hàng chứ? Trình Sở khó hiểu nhìn Hứa Thanh Vân. Chẳng lẽ anh định mang một tên, mang danh tên vô dụng suốt đời sao? Hứa Thanh Vân nghe Trình Sở hỏi thì liền cảm thấy bực bình. Trình Sở nghe Hứa Thanh Vân đáp vậy thì cười đáp, tại sao tôi phải quan tâm đến lời nói của người khác chứ? Trong mắt anh thì những người đó đều chỉ là một đám kiến hôi, vậy ta sao anh phải quan tâm đến ý kiến của bọn họ? Hứa Thanh Vân vốn dĩ đã có chút cảm tình với Trình Sở, nhưng sau khi nghe Trình Sở hỏi ngược lại thì liền chán ghét. Trên đời này nếu như không có tiền thì không làm gì được, cho dù anh có đánh nhau giỏi thì cũng vô dụng, anh có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Trình Sở biết Hứa Thanh Vân bắt đầu quan tâm đến mình, anh liền từ trong túi lấy ra mấy chục ngàn rồi nói tiếp, tôi có tiền đây, hiện tại cô không có công việc, cứ dùng số tiền này làm việc mình thích, không đủ thì cứ tìm tôi. Anh lấy tiền này ở đâu ra? Hứa Thanh Vân nhìn số tiền Trình Sở đưa nhưng vẫn chưa dám nhận lấy. Trình Sở biến mất một cách bí ẩn trong 3 năm, khi trở về còn không có một trong người một đồng nào, thậm chí còn mặc quần áo rất kỳ lạ. Tại sao chỉ trong ít ngày ngắn ngủi mà anh lại có nhiều tiền đến như vậy? Hứa Thanh Vân không thể không hoài nghi Trình Sở đã làm những chuyện xấu để kiếm tiền. Trình Sở nhìn cảm xúc trên mặt Hứa Thanh Vân thì biết cô đang lo lắng điều gì. Anh liền nói, tôi sẽ không làm những chuyện hạ thấp thân phận của mình đâu. Nói xong, Trình Sở còn chậm rãi lên tiếng, tôi có việc phải ra ngoài, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Anh để một tờ giấy viết số điện thoại của mình lên trên bàn cho Hứa Thanh Vân. Hứa Thanh Vân nhìn sau bóng lưng Trình Sở rời đi, sau đó lại nhìn mấy chục nghìn trên bàn cùng tờ giấy viết số điện thoại rồi rơi vào trầm tư. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng Trình Sở đã thay đổi. Nếu như anh đã thực sự thay đổi thì tiền trên bàn này ở đâu ra? Trong suy nghĩ của Hứa Thanh Vân, Trình Sở không thể làm bất cứ việc gì ngoài trừ ăn uống vui chơi, cũng rất ít có khả năng đột nhiên trúng xổ số. Sau khi Trình Sở đi ra ngoài, anh đi thẳng một mạch vào rừng sâu. Anh có cảm giác lần này vào rừng nhất định sẽ tìm được dược liệu tốt. Lúc này trong phòng bệnh riêng của nhà họ Chu, Chu Trang Tiêu, Chu Khang và Dương Ngọc Nương đều tái xanh mặt mày, toàn thân quấn băng kín mít. Họ đã bị Trình Sở đánh đập thậm tệ đến mức không còn một bộ phận nào trên cơ thể không bầm tím. Sếp Chu, ông có điện thoại. Thư ký của Chu Trang Tiêu cầm điện thoại di động bước vào. Là ai gọi? Chu Trang Tiêu mở miệng nói mà cảm thấy vẫn đau, trong lòng tràn đầy tức giận, rất nóng lòng muốn giết chết Trình Sở. Là Trình đại sư gọi đến, thư ký cung kính nói. Chu Trang Tiêu vừa nghe Trình đại sư gọi tới thì tinh thần vô cùng chấn động, lập tức vươn tay ra chộp lấy điện thoại. À, đau chết mất. Chu Trang Tiêu quên mất toàn thân mình đang bị thương nặng, lúc vừa vươn tay ra thì toàn thân liền đau đớn đến chết đi sống lại. Mở loa ngoài cho tôi, Chu Trang Tiêu lạnh lùng nói. Thư ký vội vàng đặt điện thoại trên giường bên cạnh Chu Trang Tiêu, ấn nút loa ngoài rồi lại vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Thư ký biết
có một số chuyện mình không thể nghe được. Nếu như vô tình nghe thấy thì sẽ tự rước lấy những phiền toái không cần thiết cho mình. Ngài nói học trò của tôi bị người khác đánh. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông trầm khàn. Chu Trầm Tiêu không dám tỏ ra kiêu ngạo như bình thường khi nói chuyện với Trần Đại Sư. Ông ta nhỏ giọng cung kính. Ông cũng biết cái tên đó hỗn láo đến thế nào đâu. Hắn ta không chỉ đánh con trai chúng tôi mà còn đánh cả vợ chồng chúng tôi thừa sống thiếu chết. Ông ta nói xong thì trong mắt liền hiện lên một tia hung ác, tiếp tục nói. Cái tên đó còn mắng ông, nói ông là... Chu Trầm Tiêu nói đến đây thì giả vờ ngừng nói để chờ Trần Đại Sư đặt câu hỏi. Hắn ta nói tôi là gì? Trần Đại Sư ở đầu dây bên kia hỏi lại bằng giọng điệu có chút tức giận. Tôi không dám nói. Giọng nói của Chu Trầm Tiêu trở nên rất nhỏ, nghe như rất sợ hãi. Có gì cứ nói thẳng. Trần Đại Sư nói bằng giọng lạnh như băng. Cho dù đang nói qua điện thoại di động nhưng vẫn có thể khiến cho đám người Chu Trầm Tiêu toát một hồi lạnh. Hắn ta nói ông là một kẻ vô dụng cho nên mới dạy dỗ ra một học trò vô dụng. Chu Trầm Tiêu nói xong lời này thì khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười gian ác, thầm lẩm bẩm trong lòng. Trình Sở, xem lần này mày sẽ chết khó coi như thế nào. Trần Đại Sư nghe thấy Chu Trầm Tiêu nói vậy thì tức giận cười nói, ha, đám tiểu bối ngày nay đều có lá gan thật lớn. Nói xong, ông ta còn nói thêm, còn một tuần nữa là Đại hội Võ Lâm ở thành phố Giang Nam bắt đầu. Đến lúc đó tôi sẽ trở về đích thân đến gặp kẻ cuồng vọng đó. Trần Đại Sư nói xong thì liền gác máy. Sau khi nghe xong lời dặn dò của Trần Đại Sư, Chu Trầm Tiêu cười gằn nói, Trần Sở, mày dám chống lại tao, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Chu Khang nghe cha mình nói vậy thì liền hỏi, cha, Trần Đại Sư rốt cuộc là người như thế nào? Trước tới giờ con vẫn luôn nghe nói ông ta là một người rất lợi hại, nhưng không biết lợi hại đến cỡ nào. Chu Trầm Tiêu bật cười, khi con còn chưa sinh ra thì Trần Đại Sư đã là bá chủ ở thành phố Giang Nam chúng ta rồi. Không có ai dám khiêu khích ông ta. Nếu có ai dám làm trái lời Trần Đại Sư thì người đó sẽ bị Trần Đại Sư tra tấn đến chết. Dương Ngọc Đường cũng cười nói, cái tên Trịnh Sở đó đúng là không biết trời cao đất rộng. Biến mất 3 năm học một chút ít võ nghệ thì tưởng mình là bá chủ thiên hạ rồi hay sao? Tôi thật sự muốn xem cảnh tên đó sẽ quỳ rạp xuống dưới đất cầu xin lòng thương xót như một con chó trước mặt Trần Đại Sư. Chu Khang thấy cha mẹ mình đều tự tin như vậy thì cười hưng phấn. Con cũng rất nóng lòng muốn xem cái tên Trịnh Sở rác rưởi đó sẽ chết như thế nào. Sau trong khu rừng của thành phố Giang Nam, Trịnh Sở vác theo một cái sọt trên lưng, trên tay cầm một cây linh chi màu đen quý hiếm, nét mặt bình thản nhìn sâu vào trong khu rừng. Các loại dược thảo ở khu vực này đều đã bị ăn hái gần hết, nhìn thoáng qua mặt đất đều đã trụi lũi, không còn một chút màu xanh nào. Trịnh Sở cảm thấy không còn loài dược thảo quý giá nào nữa ở đây nữa, cho nên về sau anh cũng sẽ không quay lại đây. Vì vậy anh liền xoay người đi về phía khu Thiên Nguyên. Ở khu Thiên Nguyên, có 5 chiếc biêm đúc A7 màu đen đã đậu trước cửa nhà Trịnh Sở. Hơn một chục tên đàn ông mặc âu phục đen và đội mũ đã xếp thành hai hàng trước đó. Ngoài ra, còn có một cô gái tóc ngắn màu vàng có dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó, nét mặt lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Đối diện với cô gái tóc vàng, Hứa Thanh Vân tỏ ra vô cùng lạnh lùng nhìn cô ta rồi hỏi, các người đang làm gì vậy? Tôi có chuyện tìm Trịnh Sở, mau bảo anh ta ra ngoài đây gặp tôi. Lần trước Tạ Tiểu Mẫn bị Trịnh Sở đánh bại thì cảm thấy rất không cam lòng, còn cho rằng trạng thái của mình lần trước không tốt, lần này nhất định có thể đánh bại được Trịnh Sở. Nhưng chuyện quan trọng hơn chính là lần này cô ta tới đây thay ông nội Tạ Bá Ngọc, muốn mời Trịnh Sở về chữa trị bệnh cũ cho ông nội. Hứa Thanh Vân cau mày nhìn Tạ Tiểu Mẫn và mấy chục tên đàn ông mặc đồ đen đứng sau lưng cô ta. Những người này trông rất trầm ổn, đứng vững vàng như cột trụ, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết bọn họ là những người có võ nghệ không tầm thường. Cô cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ số tiền mà Trịnh Sở có được là do lấy của những người này hay sao? Nhưng khi cô hỏi bọn họ vì sao muốn tìm Trịnh Sở thì bọn họ lại không giải thích gì cả. Các người rốt cuộc muốn tìm Trịnh Sở vì chuyện gì chứ? Hứa Thanh Vân đã không còn kiên nhẫn nữa. Nếu như không có chuyện gì thì các người mau rời đi, đừng có làm phiền đến cư dân ở xung quanh đây. Tạ Tiểu Mẫn bất mãn nói, chúng tôi đến tìm Trịnh Sở là phúc thần của anh ta, cô là vợ của anh ta thì cũng nên mừng cho anh ta mới phải, mau bảo anh ta ra đây với chúng tôi đi.
Hứa Thanh Vân nghe Tạ Tiểu Mẫn nói vậy thì sửng sốt. Cô không ngờ cô gái tóc vàng trước mặt lại nắm được thông tin chi tiết của mình. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền lắc đầu. Chuyện cô là vợ của Trịnh Sở, chỉ cần hỏi thì bất cứ ai cũng có thể biết được. Suy cho cùng, năm xưa Trịnh Sở là trò cười của cả giới thượng lưu ở thành phố Giang Nam, thường xuyên bị lôi ra trêu chọc trong những cuộc trà dư tử hộ. Hứa Thanh Vân vẫn lãnh đạm nói, anh ấy không có ở nhà, nếu như các người muốn tìm anh ấy thì đợi buổi tối anh ấy trở về rồi nói sau. Không được, cô hãy gọi anh ta trở về ngay bây giờ đi. Tà Tiểu Mẫn đã quen thói bướng bỉnh ở nhà họ Tô. Cô ta chưa bao giờ phải chờ đợi để được gặp một ai đó. Không có ai dám để cô ta phải chờ. Dù Hứa Thanh Vân biết số điện thoại di động của Trịnh Sở, nhưng cô cũng sẽ không gọi. Ai biết được những người này muốn tìm Trịnh Sở để làm gì chứ? Nên như cô gọi cho anh, bảo anh về để bước vào đường chết thì chẳng phải là cô đã hại người khác rồi hay sao? Tôi không có số của anh ấy. Hứa Thanh Vân lạnh lùng nhìn Tạ Tiểu Mẫn nói. Tạ Tiểu Mẫn nghe vậy liền cho rằng Hứa Thanh Vân đang gạt mình. Là vợ của Trịnh Sở, làm sao cô có thể không có số điện thoại di động của mình được chứ? Chồng mình được chứ? Một tên đàn ông mặc đồ đen đứng sau Tạ Tiểu Mẫn thấy Hứa Thanh Vân không chịu nói ra tung tích của Trịnh Sở thì liền sải bước tới trước mặt Hứa Thanh Vân, lạnh lùng nói, khốn kiếp, mau gọi Trịnh Sở ra đây, nếu còn chậm trễ thì cô không gánh nổi hậu quả đâu. Hứa Thanh Vân nghe tên đàn ông mặc đồ đen đe dọa nhưng vẫn không hề tỏ ra rụt rè, chỉ chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Tên đàn ông mặc đồ đen rất tức giận, cho rằng Hứa Thanh Vân đang giở trò với mình nên ngay lập tức giơ tay muốn tát vào mặt Hứa Thanh Vân. Khi cái tát của tên đàn ông mặc đồ đen sắp giáng xuống mặt Hứa Thanh Vân, Tạ Tiểu Mẫn đã vươn tay phải ra nắm chặt lấy bàn tay của hắn ta. Đàn ông sao lại đi đánh phụ nữ chứ? Mặc dù Tạ Tiểu Mẫn đang rất khó chịu nhưng cô ta vẫn không thể chịu được việc đàn ông ra tay đánh phụ nữ. Cô cả, là tôi sai rồi. Tên đàn ông mặc đồ đen không dám tỏ ra tức giận như trước đó nữa, lập tức cúi đầu không dám nói gì, tỏ ra rất sợ hãi Tạ Tiểu Mẫn